Vâng, em chào tất cả các bác nhé. Nay em lại làm một cái video về những cây sim phôi rất là khủng mà đang được hạ xe để chuẩn bị cho vào dâm ổ vụ. Thì hôm nay là muốn quay trực tiếp cho các bác xem. Đây, sau đây xin mời các bác xem nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh cho em nhé và ủng hộ kênh Hoa Sim của em, đảm bảo uy tín chất lượng. Đây, cây cao 5m. 5m này các bạn. Đảm bảo chất lượng. Hôm trước gặp ông Cương trên đèo Gàng. Rất là đẹp, bầu. Đấy, mọi người xem được, nếu ai có nhu cầu thì chưa liên hệ số điện thoại cho em nhé. Bây giờ nhỉ? Tao quanh quéo ở hai ba lần thì vào vô quế đấy. Các bạn. Đây, chia sẻ lại còn. Cây phôi của em thì luôn luôn đảm bảo, thứ nhất là bầu, thứ hai nữa là di chuyển là rất là cẩn thận. Đấy. Đây các bạn này. Bầu này. Cẩn thận này. Đấy. Đảm bảo này. Các bác nhé. Cây phôi thì mùa này thì rất là chăm sóc rất là vất vả. Mùa hè mà. Cho nên là phải bó rồi là tránh để cái việc nó làm kém cây. Đấy. Nếu ai có nhu cầu mà cần đến sim khủng thì liên hệ cho nhà vườn Vũ Đinh em, luôn đáp ứng cho các bác lúc nào cũng rất là nhiều, số lượng lớn, cây đẹp, đảm bảo chất lượng, đã được tuyển chọn từ trước các bác nhé. Thì nói chung là đến thời điểm này thì sim cũng đang nở rộ ra rất là nhiều. Đấy, nhưng mà em thì em làm 3 năm nay rồi, cho nên là cũng có một chút kinh nghiệm để mà tuyển chọn những cái cây thực sự để đảm bảo cái sức sống sau này. Đấy, chị em không có lấy ảo ạt như mọi người đi làm theo phong trào. Vườn này em thì nói thật với các bác là lúc nào cũng có cây rất nhiều phôi. Đấy, nguyên cái cây kia các bác nhìn này, người cao 1m7 và cây kia là 5m các bác nhé. Đấy, cho nên là em thích những cây cao. Đấy, còn những cây bonsai cũng có, chơi dáng trực với mọi thứ đều có hết các bạn. Đấy, nhưng mà được qua sự tuyển chọn chọn lọc các bạn. Đấy. Đây là chuẩn bị chuyển đi cho khách các bác nhé. Thì em cũng mong rằng là mọi người biết đến em và ủng hộ kênh cho em. Nếu ai có nhu cầu thì em sẽ đáp ứng cho tận tình, nhiệt tình cho mọi người, để cho mọi người được đem được cái đẹp đến cho mọi người. Đấy, thưởng thức. Tại vì là những cây hoa sim này thì nó độ tuổi nó rất là cao rồi. Đấy. Đấy. Thứ nhất là trước tiên là ơi em. Trước tiên là đảm bảo được sức sống là một, độ bền của cây và cái điều kiện để ướt dâm ủ để cho nó đảm bảo được cái tiêu chuẩn sau này quý anh chị chơi lâu dài. Đấy. Đấy, tại vì là thứ nhất là sau này cây này nó độ tuổi rất là cao, cho nên là mình khi mình đã đánh như này thì nó về là nó sẽ trột. Đấy. Thế nhưng mà phải biết cách làm để cho nó đảm bảo được những cái mầm như thế này. Đấy các bạn. Từ gốc lên đến ngọn nó phải rất là cao. Rất là cao. Vâng. Đấy, cho nên là em thì em có đảm bảo được uy tín cho quý khách, quý anh chị tìm đến em. Đấy. Nhà vườn Vũ Đinh em rất là nhiều. Luôn luôn sẵn sàng đáp ứng. Đấy các bác nhìn xem, bầu của em làm rất cẩn thận. Đấy, di chuyển vài trăm cây số cũng không có việc gì cả.
Giá cả thì lúc nào cũng cạnh tranh với mọi người, vì là ít nhất là em làm xin được 3 năm nay rồi, mọi người cũng biết đến rất là nhiều rồi các bạn. Thì trước tiên là mình phải yêu, yêu thực sự yêu nó và yêu cây thì mình mới truyền được cái cảm hứng để tới cho tất cả mọi người. Kinh tế thì cũng là một phần, nhưng quan trọng là mình phải yêu đã. Còn cái việc bán được hay không thì cái vấn đề đấy không đặt lên hàng đầu các bạn. Kể cả các bác đến nhà em chơi, uống nước chè, xem cây, không mua em cũng hài lòng, không sao cả. Đấy, cái quan trọng là mình chia sẻ được những cái đẹp, cái yêu thích của mình tới với mọi người cùng thích với mình. Thế thôi, chứ còn hơi bởi kinh tế này các bác bảo là một người làm được thì 10 người cũng làm được. Đấy. Đây thì cũng rất mong rằng mọi người ủng hộ kênh và đăng ký kênh cho Vũ Linh em nhé. Thì cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và mong rằng là cái cây sim này sẽ luôn luôn phát triển trong cả nước các bạn, để lưu giữ lại những cái sim thật là to, thật là đẹp. Tại vì càng ngày diện tích rừng càng bị thu hẹp mà không có được cây sim thì không kịp mọc các bạn. Cho nên là em muốn là em duy trì, em khai thác. Cái việc bán em chỉ là phần thứ hai thôi, nhưng em phải sưu tầm những cây thật to để em lưu giữ lại các bạn. Đấy. Thực ra mình bán cây thì mình để lấy cái chi phí mình đi khai thác thôi, mình đi mua thôi. Nhưng còn bán cây thì lời về cây không được bao nhiêu các bạn. Vâng nha. Đấy, thì xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video về hoa sim và quả sim về sau. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Vũ Đinh em nhé. Vũ Đinh em địa chỉ tại thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại Zalo của em là 0365 263 516. Ai cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại cho em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video về sau.